Và cái đầu tiên chúng ta hãy cập nhật thành tích của chúng ta. Ngày hôm qua các bạn chạy được bao nhiêu km, chúng ta cập nhật lên Google Rapidico. Thứ hai nữa là cô sẽ điểm danh. Điểm danh nhớ là đọc số km mà các bạn đã chạy được ngày hôm qua nha. Nguyễn Thị Vân Anh. Dạ hai ạ. Chúc mừng em, đạt mục tiêu rồi đúng không? Kim Cúc 2.1 rồi. Thành Đạt. Rồi. Trần Văn Đạt 2.5 ạ. Ok, ta nói Nguyễn Minh Đức vàng đúng không? Tùng Dương 4 ạ. Rồi, chúc mừng Dương. Ánh Dương 3.1 ạ. Ngọc Dư 6.1 ạ. Dư chạy tốt quá nhỉ. Duy 4 ạ. Hữu Hà 2 cụ ạ. Rồi, chúc mừng em đạt mục tiêu. Nghiêm Đăng Hoàng Nguyễn Văn Hoàng 2.1 ạ. Vũ Minh Hoàng hôm qua em đi chạy rồi. Ok, con lười nó nổi lên đúng không? Trương Văn Hùng 4 ạ. Hà Thị Hường 2.5 ạ. Vũ Trọng Huy 2.7. Đỗ Văn Khang 2.1 ạ. Rồi, 2.4. Nguyễn Văn Linh 10.5 ạ. Mấy hả em? 10.5 ạ. Ôi, chạy khỏe nha. Linh chạy 10.5 mày trong bao nhiêu lâu? Không, còn 1 tiếng rưỡi ạ. Ừ. Em chạy liền 1 tiếng rưỡi hay là em chạy nhiều thời gian trong ngày? Em vừa đi bộ vừa chạy liền. À, rồi, quá là tốt. Huyền My 2.1 ạ. Trần Văn Long. Đỗ Trà My 3.6 ạ. Tạ Quang Nghĩa 2.5. Nguyễn Đắc Phương. Quang không chạy. Ok. Nguyễn Tiến Quang 1 ạ. Nếu chạy cố thêm 1 đã đạt mục tiêu. Nguyễn Đức Quân 2.3. Nguyễn Văn Quyết
Lê Ngọc Quỳnh. 2,5 ạ. Chào mừng em. Nguyễn Duy Quỳnh. Nguyễn Duy Quỳnh. Lê Thế Tâm. Lê Thế Tâm. Hoàng Xuân Thái. 2,2 ạ. Lê Anh Thái. 2,6. Trịnh Phương Thảo. 2,3. Nguyễn Huy Trung. 2,1 ạ. Đỗ Thành Tuấn. 2,1. Trịnh Minh Tuấn. 6,7 ạ. Ôi con chạy của tôi nào. Lê Quốc Việt. Lê Quốc Việt. Tịnh Minh Tuấn. Nguyễn Văn Việt. 2,1 ạ. Lê Trọng Vũ. Qua để chạy ạ. Cô điểm danh cho em với ạ. Điểm danh cho em với ạ. Trần Văn Long này. Trần Văn Long qua chạy đường mấy cây? Hôm qua em nghỉ cơ ạ. Hôm qua em... Ok ok. Các bạn nào, cô đọc tên những bạn vắng nhá. Xem bạn nào vắng. Em ạ, nghĩ đồng hoàng ạ. Rồi bây giờ này, cô đọc tên các bạn vắng, bạn nào có mặt ở đây thì sẽ đọc số km mình đã chạy được trong ngày hôm qua để cô điểm danh nhá. Nguyễn Minh Đức. Nghiêm Đăng Hoàng. Em chạy một cây ạ. Nguyễn Văn Quyết. Nguyễn Duy Quỳnh. Hoàng Xuân Thái. Rồi, vậy chúng lớp chúng ta hôm nay có... Hoàng Xuân Thái quá khôi. Hoàng Xuân Thái có mà. Lê Thế Tâm cô nhầm. Lê Thế Tâm vào chưa? Và những bạn vắng này. Nguyễn Minh Đức là 1. Nguyễn Văn Quyết là 2. Nguyễn Duy Quỳnh là 3. Và Lê Thế Tâm là 4. 4 bạn vắng nha. Trong lớp của chúng ta có bạn nào đang đi làm rồi hoặc đã đi làm, comment số 1 cô xem nào. Cô điểm danh cho em với cô. Duy Quỳnh à? Vâng ạ. Hôm qua Quỳnh chạy được bao nhiêu km? Qua em không ạ. Lớp ở của chúng ta có ai đi làm chưa? Bé
Bạn nào đi làm comment số 1 cô xem nào. Thế là chưa đi làm hết đúng không? À bạn Vân đi làm rồi này. Các bạn Vân này. Các bạn nào nữa không? À Kim Cúc này. Thế là có hai Phương Thảo này, ba cô gái trong lớp đi làm. Còn bạn nào nữa? Vậy là có ba bạn đúng không? Có bạn Vân này, bạn Cúc này, bạn Thảo này. Rồi, Vân, xin mời Hồng Vân em mở mic. Mở camera, chia sẻ cho cô và cả lớp là quy trình em đi xin việc như thế nào. Em sẽ chia sẻ cho cả lớp và cô cùng biết đi nào. Làm nào để em có được công việc hiện tại mà em đang làm. Vân đâu rồi? Hồng Vân. Hồng Vân có nghe được thấy cô nói không? Các bạn có nghe được thấy cô nói không? Ủa? Ờ có mà. Vân mở mic Vân. Rồi, thế thì mời bạn Trịnh Phương Thảo nhé. Phương Thảo. Thì cái lúc em đi xin việc là cũng không phải là xin việc ý, tại vì cái công việc đấy là của bạn người quen của em ý. Thế nên là chị em hay tâm sự với chị ý. Thì chị có bảo em là thầy có đi làm chỗ này không? Thì đây là cái chỗ mà bạn trai của chị ý mở ra. Nó là một số quần áo. Sau rồi đấy thì em cũng bảo em vâng. Thế thì chị bảo anh ấy cho em với. Thế là chị nói chuyện với anh kia và hôm sau là em đi làm luôn. Tại vì cái công việc của em là trực tiếp nên là cũng không phải đến chỗ làm. Em chỉ ở nhà thôi. Thế đấy. Rồi nói chuyện với anh kia và em đi làm luôn. Thì trong quá trình em và anh kia gặp nhau thì có thương lượng về lương này, rồi có chia sẻ với nhau về chế độ hay là thời gian làm việc không? Có. À, đấy là nó giống như một cái buổi mà phỏng vấn đúng không? Rồi, ok. Rồi, bạn Trịnh Phương Thảo đó là do người quen giới thiệu đúng không? Người quen giới thiệu và đi làm luôn. Có một buổi phỏng vấn nhỏ để chia sẻ với nhau về lương, về chế độ làm việc. Đó. Rồi, theo các bạn, đó là do người quen giới thiệu đúng không ạ? Và một công việc giống như chúng ta làm part time. Nhưng khi mà chúng ta muốn xin những công việc full time, trở thành nhân viên chính thức của một tổ chức nào đó, mà đặc biệt đấy là các bạn sẽ được làm việc theo đúng chuyên ngành mà các bạn đang theo đuổi, thì quy trình xin việc của chúng ta bắt đầu gồm các bước nào theo các bạn? Comment vào ô chat cho cô. Để có một công việc, để trở thành nhân viên chính thức của một tổ chức nào đó, chúng ta cần phải trải qua quy trình tuyển dụng của họ như thế nào? Hay chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm các bước như thế nào để có thể
đỗ được vào trong các tổ chức đó. Thôi. Ơi. Điểm nhanh lại giúp em về. Những bạn vào muộn, cô điểm danh. Lát các bạn chuyển vào quỹ hy vọng nhá. Quỹ hy vọng của tập đoàn FPT. Một quỹ nhân văn, luôn đi làm từ thiện. Chúng ta, điều này chúng ta thống nhất với nhau từ đầu rồi, đúng không nào? 20.000. Tối thiểu 20.000. Còn các bạn có thể phát tâm thêm càng nhiều hơn càng tốt. Nào các bạn suy nghĩ cho cô xem nào. Khi mà chúng ta mong muốn rằng là mình sẽ đạt được cái vị trí mà mình mong muốn, mình được trở thành nhân viên chính thức, thành viên chính thức của một tổ chức nào đấy, thì chúng ta cần làm những việc gì để mình có được điều đó? Theo các bạn, ví dụ bây giờ cô là một nhà tuyển dụng đi. Cô là một nhà tuyển dụng, các bạn sẽ làm như thế nào? Rồi, ok. Nộp CV phỏng vấn, đàm phán hợp đồng. Nộp CV phỏng vấn, làm bài test. Rồi, vậy thì các bạn nộp CV qua đâu? Các bạn nộp CV qua đâu? Rồi, ok, qua bên HR. Và các bạn sẽ nộp online hay nộp trực tiếp? Qua email. Ngày xưa thời của cô ấy là nộp hồ sơ phải nộp trực tiếp, nhưng bây giờ chúng ta thay đổi rất nhiều rồi, đúng không? Để thuận tiện, nhanh chóng thì thường là chúng ta sẽ gửi online, đúng không ạ? Thường là chúng ta sẽ gửi online. Còn bây giờ là hình thức nộp trực tiếp nó ít phổ biến hơn ngày xưa. Ngày xưa thời các cô là cứ làm một bộ hồ sơ, đúng không? Đi đến tận nơi và nộp. Còn các bạn bây giờ thì tiện lợi hơn rất là nhiều. Thời đại 4.0 phát triển, chính vì vậy mà chúng ta sử dụng công nghệ, đúng không? Sử dụng Internet và chúng ta nộp qua email. Vậy thì việc mà chúng ta có được hay không, chúng ta có đạt được hay không ấy, nó trải qua các bước tuyển dụng của nhà tuyển dụng. Và nếu như chúng ta muốn lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng, muốn họ cho mình đỗ vào vị trí mà họ đang tuyển dụng, thì chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ đúng các quy trình tuyển dụng, đúng không? Muốn họ có sắp xếp cho chúng ta một buổi phỏng vấn để chia sẻ thêm về năng lực của chúng ta, đúng không ạ? Và để cho họ biết rằng là mức độ phù hợp của mình với vị trí mà mình đang ứng tuyển như thế nào, thì việc đầu tiên giống như các bạn nói đấy, đấy là chúng ta phải gửi email, đúng không? Chúng ta phải gửi email hay còn gọi là cái thư xin việc của chúng ta đó, thư ứng tuyển của chúng ta, và đồng thời là gửi kèm theo đó là CV của chúng ta. Vậy thì các bạn thử suy nghĩ xem, nếu như một cái email, một cái CV mà chúng ta làm không có tốt, thì liệu họ có hẹn chúng ta để phỏng vấn không? Đúng không ạ? Nếu một cái email viết sơ sài, viết không có quy chuẩn gì cả, sai lỗi chính tả be bét, thì liệu họ có gọi chúng ta phỏng vấn không? Nếu như bạn là nhà tuyển dụng, các bạn được nhận những cái email rất là cẩu thả, cái CV cũng rất là sơ sài, thì liệu các bạn có gọi ứng viên đó để phỏng vấn không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Chắc chắn là không. Bởi vì chúng ta cảm nhận ngay từ những giây phút đầu tiên đó là người không chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp thì làm sao mà làm được việc, đúng không? Không làm được việc thì chúng ta tuyển vào để làm gì? Đó, chính vì vậy mà muốn họ sắp xếp cho chúng ta một buổi phỏng vấn, thì việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải có một email thật là chuẩn chỉnh, thật là hấp dẫn, và một CV cũng rất là đẹp.
và trình bày được tất cả những thế mạnh của chúng ta để khiến cho họ cảm thấy là gì? Tò mò về người con người này, cảm thấy chúng ta là một người giá trị. Và họ mong muốn rằng là phải sắp xếp một buổi phỏng vấn để xem chúng ta là ai, là người như thế nào và khả năng của chúng ta đến đâu. Người ta giống như một buổi test ấy, một buổi test trực tiếp luôn. Chính vì vậy mà email của chúng ta, CV của chúng ta rất quan trọng. Các bạn có nghe thấy câu nói miếng trầu là đầu câu chuyện không? Bạn nào biết câu này comment số 1 cô xem nào. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Đây là một câu rất là phổ biến đúng không? Miếng trầu là đầu câu chuyện. Rồi. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Đây chính là một câu thành ngữ của Việt Nam chúng ta. Và đây cũng chính là tập tục, là phong tục, là nét văn hóa trong giao tiếp của Việt Nam chúng ta. Trong các cuộc giao tiếp hồi ngày xưa đó, đó là người ta chưa cần biết rằng là chúng ta sẽ nói chuyện gì với nhau, chúng ta sẽ giao tiếp với nhau như thế nào, chúng ta sẽ thương lượng với nhau điều gì. Nhưng cứ mở đầu một cuộc giao tiếp, mở đầu một cuộc trò chuyện thì việc đầu tiên đấy là gì? Họ mời nhau những miếng trầu. Mời nhau những miếng trầu. Vậy thì người mời trầu ấy mà têm được cái miếng trầu đẹp, ngay còn gọi là những cái miếng trầu cánh phượng ấy, têm được miếng trầu đẹp này và miếng trầu đó tươi ngon, thì chắc chắn là người được mời nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi, đúng không? Và còn nếm được cái miếng trầu ngon đấy nữa thì cảm thấy gì? À, cảm thấy rất là thích thú, cảm thấy rất là phê, đúng không? Cảm thấy rất là phê. Và khi người ta cảm thấy rằng là gì? Được tôn trọng và miếng trầu đó rất là ngon, họ ăn rồi, họ nếm rồi, họ cảm thấy rất là ngon rồi, thì yên tâm đi, khi mà bắt đầu vào câu chuyện, đúng không? Bắt đầu vào câu chuyện, chúng ta sẽ giao tiếp, chúng ta sẽ thương thảo với nhau một cách rất là dễ dàng. Đó. Vậy thì cô muốn dùng hình ảnh cái miếng trầu đấy để biểu tượng cho chính cái email và CV xin việc của chúng ta, đúng không? Chúng ta chưa biết rằng là chúng ta có được phỏng vấn hay không, đúng không? Và chúng ta cũng chưa biết rằng là trong buổi phỏng vấn đó thì họ sẽ nói những gì với chúng ta cũng sẽ trao đổi những gì với họ. Nhưng mà việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải cho họ nếm một miếng trầu thật ngon cái đã, đúng không? Đấy chính là email của chúng ta xin và CV xin việc của chúng ta phải thật đẹp, phải thật chuẩn chỉnh, phải khiến cho họ cảm thấy rằng là CV của chúng ta, email của chúng ta quá là hấp dẫn, đúng không? Con người của chúng ta quá là giá trị và họ mong muốn được phỏng vấn chúng ta. Nhớ nhá, đó là gì? Chúng ta phải làm như thế nào trong email của chúng ta, CV xin việc của chúng ta khiến cho họ có cảm giác đấy là mong muốn được phỏng vấn chúng ta chứ không phải chúng ta được phỏng vấn. À, bởi vì sao? Khi họ đi tuyển dụng tức là họ đang rất cần. Đó, họ đang rất cần người, nhất là những người tài, những người có giá trị và những người phù hợp với vị trí họ đang tuyển dụng. Rồi, vậy thì làm như thế nào để biến email của chúng ta, CV xin việc của chúng ta thành những miếng trầu ngon để nâng giá trị bản thân của chúng ta lên, để khiến cho nhà tuyển dụng mong muốn được gặp chúng ta. Đó chính là nội dung của ngày hôm nay. Cô trò chúng ta sẽ luyện viết email và CV xin việc với nhau nhá, để làm sao mà nhìn đọc vào email chúng ta, nhìn vào CV chúng ta, họ sẽ mong muốn được phỏng vấn chúng ta. Đó. Rồi, việc đầu tiên, cô muốn các bạn nhận thức bản thân mình một chút. Rồi, việc đầu tiên đấy là các bạn hãy khám phá bản thân mình bằng cách đó là viết ra 5 tính từ nha. 5 tính từ nói về bản thân. 5 tính từ này các bạn thấy rằng là gần nhất, đúng nhất với bản thân của bạn. Rồi. Sau đó chúng ta chia sẻ nhá. 5 tính từ nói về bản thân của các bạn.
Bạn nào xong rồi thì có thể enter chia sẻ với cô và các bạn. Rồi, enter chia sẻ con xem nào. Con nào tìm ra được 5 từ gần nhất với mình chưa? Rồi, enter chia sẻ nào. 5 từ gần nhất với chúng ta, đúng nhất với chúng ta. Rồi, đến bây giờ các bạn tìm ra được bao nhiêu từ, các bạn enter cho con xem nào. À, Trần Ánh Dương, dễ tính, chậm chạp, lười. Thân thiện, thận trọng, hòa đồng. Trầm tính, ít nói, rụt rè, nhút nhát. Vũ Hà, nghèo. Đây là nghèo. Cái nghèo đó bao trùm hết lên 4 từ khác rồi à, Vũ Hà ơi. Cái nghèo của em nó đậm sâu đến mức mà nó trùm hết lên 4 từ khác của em à. Thành đạt, hiền lành, tốt bụng, thân thiện, dễ tính. Đâu rồi, còn các bạn khác? Các bạn khác, các bạn khác. Nhanh, 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 nhanh. À, good boy, dễ tính, hiền lành, dễ gần. Lầm lì, ít nói, kiên nhẫn, lười, thân thiện. Thân thiện, hòa đồng, nhiều năng lượng, vui vẻ. Rồi. Trầm tính, thành thật, dễ tính. Rồi. Qua việc mà các bạn chia sẻ vừa rồi ấy, cô thấy một điều đó là như thế này. Lớp của các bạn khá là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào các bạn có biết không? Đó là các bạn dường như nhận thức rất tốt về bản thân của mình. Các bạn không chỉ nêu ra được những điểm mạnh mà các bạn còn nói ra được những điểm yếu của các bạn. Còn trời ơi, một số lớp khác là chỉ có nêu ra toàn điểm tốt là điểm tốt thôi. Đó, chúng ta không ai hoàn hảo cả. Đúng không? Chúng ta nhìn ra điểm tốt của bản thân để tự hào về bản thân mình, tự tin về bản thân mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần nhìn ra những khiếm khuyết của bản thân của mình. Để làm gì? Để chúng ta khắc phục, để chúng ta hàng ngày ý thức được rằng là à, mình có điểm yếu đấy đấy. Và điều đó cần chúng ta rèn luyện để triệt tiêu nó dần 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 dần, để mỗi một ngày chúng ta sẽ tiến tới sự hoàn hảo của bản thân mình hơn, đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng tất cả các bạn. Vũ Minh Hoàng, ít nói, lười, dễ tính. Rồi, xin chúc mừng các bạn, đúng không? Chúng ta hãy tìm nhá, các bạn mà
chưa tìm ra được đủ 5 từ thì hãy tìm tiếp. Và lưu ý đó là không chỉ là chỉ ra điểm mạnh của bản thân mà hãy nói ra được và tìm ra được cả điểm yếu của bản thân của chúng ta nữa, những điều khiếm khuyết mà chúng ta cần phải khắc phục nha. Điều đó nó sẽ giúp cho các bạn ý thức được là chúng ta cần tiến lên mỗi ngày, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Rồi, ok. Bây giờ sẽ đến cái phần mà chúng ta têm trầu đây, đúng không? Têm trầu chính là bước mà chúng ta sẽ viết email. Làm thế nào để một email của chúng ta nhà tuyển dụng nhìn vào là thấy hấp dẫn, đúng không? Đọc là thấy muốn gặp chúng ta để phỏng vấn, thì đấy là nhiệm vụ của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy thử viết cho cô một cái email. Viết cho cô một cái email xin ứng tuyển vào một vị trí nào đó, tùy các bạn, đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ gửi trực tiếp cho cô và coi cô giống như một nhà tuyển dụng. Đây là địa chỉ email của cô nha. Rồi, các bạn sẽ có 3 phút để viết một email cho cô. Sau đó các bạn gửi vào địa chỉ trang ntt2a@fpt.edu.vn. Rồi, 3 phút bắt đầu. Viết một email xin ứng tuyển một vị trí nào đó, gửi trực tiếp cho cô và coi cô giống như một nhà tuyển dụng bình thường và gửi vào địa chỉ trang ntt2a@fpt.edu.vn. Cô post vào đây cho các bạn copy cho dễ nha. Chắc là chắc 5 phút đi. Không đến 3 phút thì ngắn quá, các bạn lại không có làm được đầy đủ.
Ok, các bạn gửi vào email cho cô chưa? Cô xem nha. Rồi, chúng ta sẽ xem vài email nhé. Rồi, xem email của bạn Trịnh Minh Tuấn này. Đơn xin việc, đây được gọi là gì các bạn? Đây được gọi là gì? Còn nhớ không? Đây được gọi là gì? À, chính xác. Rồi, mừng quá. Có bạn nói đúng rồi. Đây chính là tiêu đề của email của chúng ta, đúng không ạ? Đó là tiêu đề. Và tiêu đề của bạn Trịnh Minh Tuấn đó là đơn xin việc. Với tiêu đề như thế này, nó không sai, đúng không? Nó không sai. Nhưng mà cô muốn Tuấn điều chỉnh một chút. Nên là chúng ta hãy nói rõ vị trí mà chúng ta ứng tuyển. Đơn xin việc vị trí nào đó hay là đơn ứng tuyển vị trí nào đó. Em đang vị trí vào đây, đúng không? Đây là chính là vị trí mà em ứng tuyển này. Thì em có thể là đơn ứng tuyển developer frontend. Đó, thì là chúng ta sẽ đề thêm vị trí như thế này để khi mà người ta nhận được ấy, nhân sự người ta nhận được, người ta sẽ nhìn thấy ngay, à có một bạn ấy đang xin ứng tuyển vào vị trí này, thì người ta sẽ lọc ra danh sách ứng viên, nó tiện hơn, người ta sẽ quản lý email tiện hơn nhá. Và mình nhìn vào một cái tiêu đề như thế ấy, nó sẽ đầy đủ và nhìn cũng chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Rồi, Dear Nguyễn Thị Thùy Trang. Rồi, Dear Nguyễn Thị Thùy Trang, thế thì khi mà chúng ta đây chính là lời gì? Lời chào của chúng ta, đúng không? Dear Nguyễn Thị Thùy Trang, vậy thì Minh Tuấn đang viết cho cô với tư cách là gì đấy? Em đang viết cho cô với tư cách là gì? Là người xin việc, đúng không? Em đang là người xin việc và em gửi cho một người, ví dụ như là đây là nhà tuyển dụng, cô là Nguyễn Thị Trang, cô là người nhà tuyển dụng, đúng không? Thì ít nhất phải là Dear Miss Nguyễn Thị Trang, đúng không? Chứ không ai nói cụt lủn như thế này nhá. À, và nếu như em Dear thì không dấu phẩy ở đây này. À, nếu em muốn đi anh đi chị sau đấy thì là chúng ta mới phẩy nhá. Còn nếu mà chúng ta đi Nguyễn Thị Thùy Trang, nghe sao? Thứ nhất nó cụt, và thứ hai nữa là nó không mang tính chất trang trọng, đúng không ạ? Chúng ta đang đi xin việc mà, chúng ta đang liên hệ với nhân sự mà, thì chúng ta cần phải thể hiện cái sự trang trọng của mình, trang nghiêm của mình trong email nhá. Rồi, em là Trịnh Minh Tuấn, số điện thoại đang học kỳ 6 tại Cao đẳng FPT Polytechnic. À, em đang học kỳ 6 Polytechnic chỗ này thì phải làm sao? Chấm. Em xin phép được gửi CV ứng tuyển vào vị trí developer frontend tại công ty. Em xin cảm ơn chị và công ty đã tạo cơ hội xem CV ứng tuyển của em, hy vọng em có thể sớm trở thành một thành viên chính thức của công ty. Rồi, ok. Đây là lời chào này. Sau đấy đây là đến đây là nội dung, đúng không ạ? Đến đây là nội dung. Và đến đây là lời cảm ơn. Lời cảm ơn. Vậy thì em xin cảm ơn chị và công ty đã tạo cơ hội và xem CV ứng tuyển của em. Chắc gì Tuấn có chắc rằng là họ sẽ xem CV của mình không? Đúng không? Đúng không? Mình không chắc rằng là họ xem CV của mình. Và hy vọng sẽ sớm trở thành một thành viên chính thức. Rồi, câu này hay. Hy vọng em có thể sớm trở thành một thành viên chính thức của công ty. Câu này hay. Tiếp theo nữa là khi mà cảm ơn rồi, nội dung này, cảm ơn rồi, thì bước cuối nữa phải là gì? Thiếu cái gì các bạn? Theo các thành phần email chúng ta thiếu cái gì đây?
Chính xác, đó là chúng ta thiếu chữ ký, đúng không ạ? Trịnh Minh Tuấn, đó. À, chúng ta ký ở đây là Trịnh Minh Tuấn, hoặc các bạn có thể tạo cái chữ ký auto ở trên trên ứng dụng của Gmail đó, thì chúng ta sẽ có chữ ký ở dưới này nhá, Trịnh Minh Tuấn. Rồi chúng ta có thể là để số điện thoại, có thể là để số email liên lạc của chúng ta ở đây. À, một email này của Tuấn, thứ nhất là còn sai lỗi chính tả nhiều, sai cách trình bày và dấu chấm dấu phẩy đánh lung tung, thiếu chữ ký, đúng không? Nhìn vào như thế này, trình bày chưa được đẹp, đây dưới này em cách đúng không, thì dưới này em cũng cách, nhìn cho nó đều ra, mỗi sau mỗi một đoạn là chúng ta sẽ cách. Vậy thì ở đây cách rồi thì ở dưới này cũng cách nha. Rồi, và với một cái nội dung như thế này, với một nội dung như thế này, nếu như mà cô đánh giá đó là chưa đủ sự hấp dẫn và thu hút. À, vậy làm thế nào để chúng ta có được sự hấp dẫn và thu hút, lát nữa cô sẽ chia sẻ nha. Thêm một bạn nữa đi. Rồi, Vũ Trọng Huy nhá. Vũ Trọng Huy, đây, ứng tuyển vị trí front end developer. Rồi, ok. Tiêu đề này ok. Kính gửi phòng tuyển dụng nhân sự công ty FPT Software. Ok rồi, nhớ này, một điều lưu ý với các bạn này, đó là khi mà sau khi kính gửi như thế này ấy, thì đằng sau này nhớ là dấu phẩy nhá, dấu phẩy. Thường ấy mắc một cái lỗi đó là gì, một là chúng ta chấm, hai là chúng ta chấm than, đúng không? Kính gửi, đúng không? Kính gửi hay dear hay là xin chào là chúng ta sẽ chấm than, đúng không? Nhưng trong email của chúng ta đó là gì, chúng ta sẽ phẩy. À, chúng ta sẽ phẩy. Tôi tên là Vũ Trọng Huy, tôi nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí front end developer. Theo như mô tả công việc trong nội dung tuyển dụng của cái công ty, với kinh nghiệm 2 năm làm việc trong lĩnh vực này, tôi tin rằng mình có thể đáp ứng 100% yêu cầu công việc cho vị trí này. Tôi có gửi kèm email này là hồ sơ xin việc của tôi, bao gồm CV, thư xin việc, bảng điểm, các bằng cấp theo yêu cầu của cái công ty. Rất mong công ty dành thời gian xem xét. Tôi chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi của công ty, trân trọng. Ok, cô thấy rằng là Huy viết một cái email này rất là hay đấy, đúng không bạn? Thứ nhất là nhìn trình bày rất là chuyên nghiệp. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là nội dung thư thì chuẩn chỉnh. Và đặc biệt đấy là khá là hấp dẫn, đúng không? Khá là hấp dẫn, nhưng tuy nhiên vẫn thiếu. Thiếu gì đúng không bạn? Vẫn thiếu. Đúng rồi, vẫn thiếu chữ ký, đúng không? Trân trọng phẩy nha. Trân trọng phẩy. Sau đó là chữ ký của mình. Cô đang vừa rồi nhìn thấy. À rồi, tôi xin chân thành cảm ơn chứ không phải chân thành nha. Sai lỗi chính tả này. Huy ơi, và cô xin nhắc lại với các bạn đó là gì? 75% các nhà tuyển dụng sẽ bỏ qua những email, những CV mà sai lỗi chính tả. Đó, trình bày lôm côm. Chính vì vậy mà chúng ta hãy để ý đến từng tiểu tiết nha. Đừng tiểu tiết. Rồi, thêm chữ ký nữa là ok. Thêm một bài nữa. Rồi, Lê An, đơn ứng tuyển như vừa rồi cô đã chia sẻ đó, là ứng tuyển vào vị trí nào thì chúng ta sẽ đề rõ vị trí đó ra nhá. Ứng tuyển vào vị trí quản trị mạng hay ứng tuyển vào vị trí PR marketing. Rồi, kính gửi cô Nguyễn Thị Thùy Trang phẩy nhá. Sau kính gửi phẩy này, tên tôi là Lê Anh Thái, xin hỏi cơ hạ địa chỉ Hà Đông, Hà Nội. Qua thông tin được đăng trên, tôi được biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên. Tôi nghĩ rằng vị trí này phù hợp với tôi. Tôi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Harvard. Tôi có thể làm được. Rồi. Tôi hy vọng có thể tham gia và đồng hành cùng công ty. Mọi thông tin liên hệ. Rồi. Tôi nghĩ rằng vị trí này phù hợp với tôi, không nghĩ, tôi thấy rằng vị trí này phù hợp với tôi, đúng không? Nghĩ nó khác, nghĩ nó giống như là một cái việc tưởng tượng ấy các bạn ạ. Còn thấy tức là gì? Chắc chắn thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn việc này phù hợp với tôi. Tôi thấy rằng vị trí này phù hợp với tôi. À. Tôi hy vọng có thể tham gia cùng hành cùng với công ty. Phải, nếu phải ở đây thì chữ mọi này không được viết hoa, đúng không? Nhưng chỗ này nên dấu chấm, mọi thông tin xin liên hệ cho thông tin ạ. Xin cảm ơn phẩy. Và vẫn thiếu chữ ký, đúng không? Vẫn thiếu chữ ký. Đó.
Vậy thì cô thấy rằng là các bạn, một số bạn viết khá là tốt, cũng có được gây được sự tò mò hấp dẫn trong câu từ của mình đối với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên rằng là lỗi chính tả còn nhiều, cách trình bày của chúng ta vẫn còn nhìn chưa có thoáng, chưa có đẹp. Vậy thì các bạn có muốn tò mò và muốn biết rằng là ngày xưa cô Trang đã chinh phục nhà tuyển dụng như thế nào không? Các bạn ạ, ngày xưa khi cô đi xin việc ấy, ra trường xin việc ấy, gọi là xin được việc ở Hà Nội ấy, rất là khó. Thời ấy xin việc ở Hà Nội khó lắm, không có dễ như bây giờ đâu. Và làm như thế nào để một người, cô không học Hà Nội nhá, cô học ở Huế, cô học ở Huế mà cô lại còn người dân tỉnh nữa, cô sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, và làm thế nào cô chinh phục được rất nhiều nhà tuyển dụng nhờ một cái mẫu đơn xin việc, một cái form đơn xin việc, cô chỉ thay đổi thông tin thôi. Các bạn có tò mò muốn biết cái mẫu đấy không? Cô sẽ cho các cô sẽ show cho các bạn biết cô đã chinh phục nhà tuyển dụng như thế nào, và cô nhớ như in nó là gì. Trong một trong những nhà tuyển dụng đó, một trong những nhà tuyển dụng rất là đặc biệt, đó là gì? Khi mà họ đọc được cái thư xin việc của cô đó, đọc được thư xin việc của cô, họ không cần phỏng vấn luôn. Đấy là gì? Trúng tuyển luôn. Anh giám đốc anh gọi điện cho cô, anh nói rằng là anh quá là ấn tượng với cái thư xin việc của em, và anh tin chắc chắn rằng là em sẽ làm tốt vị trí này. Mời em chiều nay đến công ty để anh em chúng ta trao đổi về lương và chế độ làm việc. Xin mời em đi làm việc luôn. Đấy là sự thật nha. Đấy sự thật. Chính vì vậy chúng ta thấy một điều đó là gì? Sức mạnh ngôn từ của chúng ta rất là khủng khiếp, đúng không? Nếu chúng ta viết tốt, chúng ta biết sử dụng các tử huyệt của cảm xúc ấy, ngôn từ tử huyệt của cảm xúc đấy, thì chúng ta sẽ thuyết phục được người khác rất là cao. Rồi bây giờ show cho các bạn xem nhá. Show bạn xem. Rồi. Đây là cô thay rồi. Cô thay cái vị trí nhá cho nó phù hợp với bây giờ. Đây chính là tiêu đề đúng không? Ứng tuyển giảng viên kỹ năng mềm. Dear quý công ty, hoặc là dear quý trường. À, hoặc là dear anh chị nào đó. Sau đấy là chúng ta sẽ phẩy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trang, mong muốn ứng tuyển vào vị trí giảng viên kỹ năng mềm mà quý công ty đang tuyển dụng tại Trang vietnamwork.com. Đúng không? Chúng ta dẫn chứng thông tin tuyển dụng của họ ra một cách cụ thể và rõ ràng. Qua thông tin tuyển dụng, tôi thấy mình rất phù hợp với vị trí làm việc này. Sau đó, số dòng này. Sau đây là một số thông tin về bản thân của tôi. Chúng ta sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản. Họ tên, sinh năm, chuyên môn của chúng ta là gì, kinh nghiệm của chúng ta ra sao, và mục tiêu nghề nghiệp của chúng ta là gì. Những điều này nhớ là nêu hết sức cơ bản thôi, không chi tiết giống như trong CV nha. Quý công ty có thể thấy thực sự tôi sẽ làm rất tốt việc giảng dạy kỹ năng mềm. Tôi tin nếu có cơ hội trở thành thành viên của quý công ty, tôi sẽ tận tâm tận lực với công việc được giao. Kèm theo email này, tôi xin phép được gửi bản CV chi tiết về bản thân mình. Rất mong quý công ty sớm sắp xếp cho tôi được phỏng vấn. Tôi tin rằng buổi phỏng vấn này sẽ giúp quý công ty hiểu hơn về năng lực của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Và ký tên. À, vậy thì chúng ta... cô quên mất chưa xem màn hình chưa bạn? Thế mà cứ nghe cô đọc thôi. À. À, đây, các bạn thấy không ạ? Đó, chúng ta sẽ trình bày như thế này. Nhớ là sau mỗi một đoạn văn, sau mỗi một đoạn thì chúng ta nên enter xuống để một khoảng trắng nhìn cho nó thoáng. À, vậy thì chúng ta thấy rằng một khi mà nhận một cái email như thế này thì thứ nhất đó là gì? Chúng ta có đầy đủ các thông tin. Và thứ hai là các bạn có thấy không ạ? Những cái từ mà cô bôi đen như thế này này. Tôi thấy mình rất phù hợp với vị trí làm việc này. Đó là một câu khẳng định đúng không? Khẳng định rằng là tôi rất là phù hợp đấy. Tôi có khả năng làm việc tốt đấy. Đây đúng không? Tôi thực sự sẽ làm rất tốt. Đó, những từ câu như thế này nó thể hiện là sự tự tin của bản thân mình.
Mình khẳng định rằng là mình sẽ làm rất tốt. Chính vì vậy mà nó đem lại cái sự yên tâm, đúng không? Sự hấp dẫn đối với nhà tuyển dụng. Và ngoài ra chúng ta thấy không? Tôi sẽ tận tâm tận lực với công việc được giao. Đó giống như là một lời hứa của chúng ta dành cho công ty, đúng không? Và chúng ta sẽ là một người làm việc có trách nhiệm. Chúng ta sẽ làm việc tốt. Người ta sẽ cảm thấy ấn tượng với chúng ta, đúng không? Và đây là cái điều này, quý công ty sẽ hiểu hơn về năng lực của tôi. Lại là một điều tự tin nữa, đúng không? Một điều tự tin nữa. Đó là gì? Nó khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy là tò mò về chúng ta. À, không biết là con người này có tài năng gì, khả năng ra sao mà tự tin đến như thế này, tự tin về bản thân và tự tin là mình sẽ làm tốt công việc như thế này. À, khi mà đọc một cái email như thế này ấy, thì người ta cảm thấy rằng gì? Mình là người có giá trị, đúng không ạ? Mình là một người tự tin. Và họ muốn rằng là họ tò mò, họ muốn sắp xếp một buổi phỏng vấn để xem người này có như thế nào, có khả năng ra sao mà tự tin như thế này. Đúng không? Chính vì vậy mà cô sẽ tặng cho các bạn hai từ mà các bạn cần có khi mà chúng ta viết email xin việc. Đó là một là tự tin. Đó. Hãy tự tin vào bản thân của mình và thể hiện sự tự tin đấy trong email xin việc. Bởi vì khi mà các bạn tự tin ấy, thì các bạn sẽ nêu bật lên được khả năng của các bạn, những điểm mạnh của các bạn. Đó. Và khiến cho bản thân của mình có giá trị. Nếu như có giá trị thì mới người khác trân trọng, đúng không? Khi chúng ta tự tin và chúng ta thể hiện được giá trị của bản thân thì tuyển dụng mới thấy hấp dẫn và trân trọng các bạn. Đó. Và cô xin chia sẻ luôn, đó là gì? Các bạn hãy luôn luôn tự tin vào bản thân của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn đã là sinh viên của Poly ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế so với những sinh viên khác. Thứ nhất là chúng ta được rèn luyện kỹ năng này, chúng ta có tin học, chúng ta có ngoại ngữ này, bộ ba thần thánh của thời đại 4.0, đúng không? Thêm nữa đấy là gì? Chúng ta được học tập dưới các dự án thực tế, chứ không học lý thuyết suông. Do đó là hãy tự tin vào điều này. Và tiếp theo nữa là gì? Chúng ta được rèn luyện về kỹ năng đội nhóm, làm việc nhóm như thế nào. Và các câu lạc bộ ở Poly chúng ta rất là phong phú, đúng không? Các bạn có thể join vào để rèn luyện kỹ năng mềm cho mình và rèn luyện về kỹ năng cứng nữa, các chuyên ngành của chúng ta nữa, đúng không? Và nếu như các bạn phấn đấu, chúng ta có thành tích nhất môn hay là đạt ong vàng thì lại càng tuyệt vời, CV của chúng ta càng đẹp, đúng không? Và tiếp theo nữa là gì? Có tutor đấy, các bạn xin đi làm tutor để rèn luyện về kỹ năng cho các bạn, kiến thức chuyên môn cho các bạn và rèn luyện về cách làm việc cho các bạn. Ngoài ra còn có các công việc về tình nguyện này, đúng không? Và Poly của chúng ta thì học qua thực hành, thực học, thực nghiệp, chứ không học lý thuyết suông. Tất cả những điều này nó là một lợi thế vô cùng lớn, nó là điểm nổi trội của các bạn so với sinh viên trường khác. Nên là hãy tự tin vào bản thân của mình nha. Tự tin thôi chưa đủ. Mà điều thứ hai đấy là hãy nhiệt huyết. Nhiệt huyết với vị trí mà chúng ta ứng tuyển. Hãy đặt cái sự nhiệt huyết đó của mình trong từng câu chữ mà chúng ta viết dành cho nhà tuyển dụng. Chắc chắn cái sự nhiệt huyết của các bạn, cái sự khát khao của các bạn, cái mong muốn của các bạn đạt được vị trí đó, đỗ được vị trí đó để trở thành thành viên chính thức của công ty họ, sẽ giống như một cái năng lượng rất là mạnh mà chúng ta thể hiện trong các câu chữ, thì nó sẽ thu hút nhà tuyển dụng. Và nhớ là khi chúng ta có sự tự tin, khi chúng ta có nhiệt huyết ở trong một email này, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ cảm thấy rằng rất hấp dẫn, đúng không? Email của chúng ta rất hấp dẫn, email của chúng ta rất có sức mạnh, và người ta mong muốn rằng sẽ phỏng vấn chúng ta, đúng không? Và kèm theo đây, kèm theo email này, tôi xin được phép được gửi bản CV. À, thì bây giờ các bạn này, các bạn, nhiệm vụ các bạn đó là gì? Các bạn hãy viết một email. Các bạn có thể tham khảo format này của cô. Cô sẽ post vào đây cho các bạn. Các bạn có thể tham khảo.
Đây chính là một cái thư xin việc mà cô đã chinh phục được rất nhiều nhà tuyển dụng. Rồi, các bạn có thể tham khảo cái mẫu thư xin việc này của cô, hoặc các bạn có thể viết theo ý của mình, mang phong cách riêng của mình, không sao cả. Miễn làm sao, đó là hãy thể hiện cái sự nhiệt huyết của mình, hãy thể hiện cái sự tự tin của mình trong email nhá. Và nhớ là viết xong lại gửi vào trang NTT2 cho cô. Gửi vào trang ntt2a@fpt.edu.vn. Nhưng có một bước này, đó là hãy copy nội dung bức thư mà các bạn gửi, hoặc là chụp ảnh lại, nộp lên Classroom cho cô nhá. Cô đã tạo một cái folder, đó là nộp email và cộng với CV đó. Bây giờ các bạn hãy viết một email, chúng ta sẽ có 10 phút nhá. Chúng ta có 10 phút nhá. 10 phút để các bạn làm đến 8:28 này. Hoàn thành hai việc. Cái này viết trên đâu của cô? Cái này viết trên email, sau đó các bạn sẽ gửi email cho cô luôn, thực hành luôn. Viết email đi. Viết gửi cho cô, sau đấy là copy nội dung email hoặc là chụp ảnh lại nộp lên Classroom. Và ngày hôm nay sẽ có một đầu điểm, cô sẽ chấm điểm Classroom, cô sẽ chấm điểm CV của các bạn cộng với lại email của các bạn chia đôi, sau đó cô sẽ áp điểm AP cho các bạn nhé. Hãy đặt hết sự nhiệt huyết của mình, hãy đặt hết cái sự tự tin của mình và thể hiện trong email này.
Rồi, ok. Các bạn nhớ hoàn thiện nhé. Nhớ hoàn thiện yêu cầu của cô để cô chấm điểm cho các bạn. Đó, đây là một đầu điểm trên AP đó. Rồi, tiếp theo nữa, đấy là chúng ta sẽ sang một phần, đó là phần làm thế nào để chúng ta có một cái CV nhìn vào là nhà tuyển dụng đã cảm thấy ấn tượng với chúng ta. Và email của chúng ta đã làm rất tốt rồi, đúng không? Khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy rằng là rất là tò mò về con người này. Cảm thấy con người này cảm thấy rất là tự tin, nhiệt huyết, trách nhiệm và say mê với công việc. Vậy thì họ sẽ làm bước tiếp theo đấy là gì? Mở CV của chúng ta ra xem. Vậy thì khả năng của chúng ta như thế nào? Tất cả kinh nghiệm của chúng ta ra sao? Tất toàn bộ thông tin liên quan đến bản thân của chúng ta đều được thể hiện trong CV để cho họ hiểu mình hơn. Vậy thì một bản CV như thế nào được đánh giá là một bản CV đẹp, hấp dẫn? Cô sẽ show cho các bạn. Có hai loại CV nha. Cô chụp ấn mình ạ. Thế là từ nãy giờ cô nói say mê một mình à? Không. À, rồi. Đây là một email. À xin lỗi, đây là một CV mà được đánh giá rất là cao. Và các bạn nhìn vào đây, nhìn thấy là đã thể hiện cái sự chuyên nghiệp rồi đúng không các bạn? Rồi, chưa cần biết là nội dung như thế nào nhưng mà nhìn vào đây nhìn rất là sáng sủa, trình bày rất là khoa học rồi. Và việc đầu tiên này, lưu ý này là ảnh của chúng ta. Ảnh trong CV, hãy lấy những ảnh giống như ảnh chân dung đó, ảnh thẻ đó. Nhìn sáng sủa một chút, tươi tắn một chút, nghiêm túc một chút các bạn nhé. Chứ còn nhiều bạn đừng có lấy những cái ảnh mà mang phong cách đời thường ấy. Mang phong cách đời thường thì nhìn nó không được trang trọng. À, tuy nhiên rằng là cũng có một vài vị trí mà có thể là thể hiện cái phong cách của các bạn, ví dụ như là apply cái vị trí nghệ sĩ chẳng hạn, hoặc là thiết kế đồ họa chẳng hạn, đúng không? Các bạn có thể thể hiện cái phong cách và màu sắc riêng của các bạn. Tuy nhiên là những cái vị trí như thế này thì chúng ta nên lấy những cái ảnh chân phương như là ảnh thẻ. Như bạn này, ảnh này là đẹp rồi đúng không? Rồi, thành phần đầu tiên của chúng ta đây là gì? Đây là gì? Vị trí ứng tuyển, đúng không bạn? Vị trí ứng tuyển. Sau đó thì là có thông tin. Đây là các thông tin. Thông tin về cá nhân của bạn ấy. Rồi. Tiếp theo, mục tiếp theo, mục 3 đó là mục tiêu nghề nghiệp. Và nhớ là mục tiêu nghề nghiệp của chúng ta thì có mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Ví dụ cô đặt cho mình một mục tiêu đấy là 2022 tôi sẽ trở thành giảng viên xuất sắc tại FPT Polytechnic. Năm 2025 tôi sẽ trở thành giảng viên xuất sắc được ghi nhận thành tích toàn FE, tức là khối giáo dục của tập đoàn FPT. Đó, thì nhớ là mục tiêu nghề nghiệp rất là quan trọng, nó cho thấy chúng ta là một người sống có mục tiêu, có mục đích, có khát khao, có sự phấn đấu, có sự nỗ lực. Còn nếu như nhà tuyển dụng nhìn vào ui người này làm được thì làm, mà không làm thì cũng chẳng sao cả, thì họ sẽ không ấn tượng đâu. Nhớ là đề ra cho mình những mục tiêu nghề nghiệp nhá, mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Rồi, tiếp theo nữa là phần học vấn của chúng ta. Phần học vấn, học vấn của chúng ta thì bạn này, bạn ấy tốt nghiệp là cao đẳng FPT Polytechnic, chúng ta cũng như vậy đúng không? Hãy nêu ra, nêu những trình độ học vấn mà các bạn có. Có bạn thì học thêm một vài trường thì cũng nêu hết ra đây.
nha. Nhớ là nếu có cả chuyên ngành và xếp loại gì. Chứng chỉ này, chứng chỉ của chúng ta đây. Chứng chỉ có rất nhiều loại chứng chỉ, nhưng mà khi mà các bạn tốt nghiệp Poly thì mặc nhiên chúng ta sẽ có hai loại chứng chỉ này. Một là English Top Notch 2.2 thì tương đương với lại IELTS 4.5. Đó, các bạn sẽ được cấp chứng chỉ này. Và thứ hai là tin học văn phòng cơ bản. Đó, tin học và tiếng Anh các bạn được cấp chứng chỉ khi mà các bạn tốt nghiệp Poly. Đây, đây chính là kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm làm việc. Vừa rồi có khảo sát đó, đó là chỉ có một số bạn đi làm thôi, còn chúng ta vẫn đang đi học đúng không? Thế thì các bạn sẽ biết là ôi thế thì kinh nghiệm này mình không có kinh nghiệm à? Mình để kinh nghiệm là em không có kinh nghiệm. Không nhé các bạn nhé. Đó là gì? Có một thế mạnh của các bạn đó là các bạn học ở Poly, đó là học dự án đúng không? Học theo dự án. Chính vì vậy mà có rất nhiều dự án các bạn đã làm và các bạn có sản phẩm. Cô chỉ lấy đơn giản như là các bạn học môn kỹ năng làm việc của này của cô, các bạn đang làm dự án đó là bộ phim về văn hóa học đường ấy đúng không? Các bạn làm về chọn về chủ đề mà chúng ta đã chốt với nhau đó, đúng không? Chủ đề về văn hóa học đường, chủ đề về xã hội, về tâm lý đó, mà truyền một thông điệp ý nghĩa nào đó tới cuộc sống thì đấy chính là dự án. Và qua cái dự án đó thì các bạn sẽ có được những cái gì à, thì chúng ta nêu này, các bạn ấy nêu này. Đây, đây chính là thời gian làm dự án của bạn ấy. Thì đây chính là kinh nghiệm làm việc. Phần mềm web bán hàng chạy bóng đá, vị trí đó là lập trình viên. Ok, bạn ấy làm ở vị trí ở trong dự án đấy là lập trình viên. Số lượng thành viên là một mình bạn ấy làm, đúng không? Một người là một mình bạn ấy làm. Mô tả công việc, sử dụng công cụ Visual, tạo ra API và code giao diện. Code chức năng test, công nghệ sử dụng này. Đó, công nghệ bạn ấy sử dụng là gì này? Giảng viên hướng dẫn là ai này? Và kết quả đạt được, quan trọng là kết quả đạt được này, đó là bạn đã xây dựng được một web bán hàng, bán giày bóng đá. Dự án được giảng viên đánh giá tốt. Có thể bạn đánh giá tốt và các bạn đề điểm ở đây đạt 9 hoặc 10 điểm. Kinh nghiệm, biết cách khắc phục lỗi khi làm việc với API online. Nâng cao được kỹ năng lập trình sửa lỗi. Tìm hiểu và sử dụng thêm được 3 công nghệ mới và biết sử dụng Bootstrap để bàn làm giao diện. Viết được một mock API online sẽ sử dụng. Đấy các bạn thấy không? Đó. Không phải là kinh nghiệm của chúng ta cứ phải đi ra ngoài kia làm việc mới có kinh nghiệm. Mà Poly của chúng ta dạy cho các bạn dự án, đúng không? Các bạn thực hành, các bạn làm việc, tạo ra sản phẩm ngay và luôn. Ngay khi mà các bạn ngồi dưới nhà trường, các bạn đã làm việc giống như một người lao động bình thường rồi. Một người lao động thực thụ rồi, có sản phẩm rồi, được ứng dụng vào thực tế rồi. Nên là hãy lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân. Ở đấy, đến tiếp theo bạn còn đề là app nhật ký cá nhân này, đấy cũng là một môn học đấy, giảng viên hướng dẫn Đặng Quang Minh này, dự án được đánh giá tốt này, đó. Vậy thì các bạn hãy làm theo format này nhá, để có được kinh nghiệm nhìn rất là bề thế, đúng không bạn? Tiếp theo là các kỹ năng mềm này thì bạn nên nêu ra có tư duy, khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề này, đó. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy rằng gì, kỹ năng mềm quyết định tới 75% sự thành đạt của con người chúng ta, đúng không? Và kỹ năng mềm, top 10 kỹ năng mà nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có được, chúng ta đã học với nhau rồi. Đứng đầu là kỹ năng giao tiếp, đến số 10 đấy là kỹ năng chuyên môn của chúng ta, đúng không? Vậy thì hãy nêu ra một số kỹ năng mềm trong top 10 đó. Ví dụ bạn này bạn nêu ra là nghiên cứu và giải quyết vấn đề này, làm việc nhóm này, đúng không? Đó là nằm trong top 10 kỹ năng mềm mà nhà tuyển dụng mong muốn là ứng viên chúng ta có được đấy. Kỹ năng chuyên môn đây, đây chính là kỹ năng chuyên môn của bạn ấy. Còn ngành của các bạn thì có những kỹ năng chuyên môn nào thì các bạn liệt kê hết ra đây. Rồi. Tiếp theo tin học và tiếng Anh đây. Đó, sử dụng tốt. Đây là câu khái quát đúng không? Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành ở mức độ khá. Còn giải thưởng này, giải thưởng đó, giải thưởng của bạn 2018 sinh viên có thành tích xuất sắc tại kỳ phôn 2019, giải 3 trong giải bóng đá Poly Cup 2019. Thế thì khi mà các bạn nói em chẳng có giải thưởng gì cả. Rồi. Vậy thì các bạn hãy nói nhá. Đó là gì? Trong các dự án đó các bạn sẽ đạt được thành tích gì? Ví dụ như là cái bộ phim sắp tới của các bạn cũng sẽ trao giải cho các bạn đúng không? Cô sẽ trao giải cho nhóm số 1 đạt giải 2 chẳng hạn, đúng không? Đạt giải 2 chẳng hạn. Thì bạn sẽ nói rằng là môn dự án của môn kỹ năng làm việc em đã tham gia và đạt giải nhất
toàn lớp của em, đúng không? Đó, chúng ta hoàn toàn có thể nói ra các thành tích như vậy. Đấy chính là giải thưởng. Hoạt động ngoại khóa của chúng ta rất là nhiều, đúng không? Ở Poly rất là nhiều. Vậy thì chúng ta có thể xem là hoạt động ngoại khóa của chúng ta là gì? Tham quan doanh nghiệp FPT Software, cái này thì sinh viên nào cũng được đi tham quan, đúng không bạn? Đó. Hoặc là tham gia giải bóng đá Poly Cup. Còn chúng ta thì đang tham gia gì đấy? Giải chạy B-Run, đúng không? Và qua cái giải chạy này thì các bạn đã rút ra được cái bài học gì cho mình? Hoàn toàn có thể, chúng ta hoàn toàn có thể đầy đủ các dữ liệu để chúng ta làm những điều này nhá. Và mục cuối cùng của CV đó là người tham chiếu. Mục cuối cùng của CV đó là người tham chiếu. Và nên là có từ 2 cho tới 3 người tham chiếu. Nếu để một người thì không được khách quan, đúng không ạ? Rồi, đến được 5-7 người thì lại nhiều quá. Chính vì vậy mà chúng ta để 2 đến 3 người là hợp lý, là phù hợp. Nên để đó là gì? Tên này, vị trí làm việc của họ này, đơn vị làm việc của họ này, số điện thoại này, email của họ này. Và xong. Vậy thì để làm gì? Khi mà nhà tuyển dụng muốn gọi điện hỏi về chúng ta, check thông tin của chúng ta với những người tham chiếu này xem có đúng hay không, thì nhớ là gì? Hãy trung thực nhá. Hãy trung thực đến từng chi tiết. Thì lúc đấy chúng ta sẽ rất là tự tin. Và cho dù là tham chiếu thầy Đạt hay tham chiếu thầy Đặng Quang Minh, thì em vẫn là em. Tất cả các thông tin của em vẫn là sự thật. Thì vô tư đi, đúng không ạ? Nhá. Rồi, ok, bây giờ cô sẽ gửi cái form này cho các bạn. Đây là form thiết kế truyền thống. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế những cái CV đẹp, hấp dẫn. Show cho các bạn đấy nhá. Thứ nhất, đó là các bạn có thể lên Canva. Đầu tiên là trang đầu tiên mà các bạn có thể tham khảo, đấy là topcv.vn. Vào đây các bạn sẽ vào cái mục là hồ sơ và CV. Này, kích vào đây. Mẫu CV này. Rồi, chọn mẫu CV. Chúng ta có thể chọn mẫu tiếng Việt hoặc là chúng ta có thể chọn mẫu tiếng Anh nha. Mẫu tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Chọn tiếng Việt. Tất cả các ngành nghề chúng ta có thể tìm ngành nghề của chúng ta. Rồi. Sau đó rồi, nó sẽ ra hàng loạt các CV phù hợp với lại từng ngành nghề. Các bạn có thể chọn theo mẫu nào đó mà mình thích, mình cảm thấy là mẫu này phù hợp với phong cách của mình. Đấy chính là, đây là mẫu. Còn một trang thứ hai nữa các bạn có thể thiết kế, đó là canva.com. So với một cái việc mà chúng ta sẽ thiết kế một CV nhìn chân phương như thế này, đơn giản như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể biến tấu nó, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn, có màu sắc, có hình ảnh, nhìn bố trí nó phá cách đi, thì nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ tìm tới đây, sơ yếu lý lịch. Đó. Rồi, trong đây sẽ có rất nhiều mẫu, đúng không? Có rất nhiều mẫu, các bạn hoàn toàn có thể chọn theo phong cách của mình. Theo phong cách của mình. Vậy thì việc đầu tiên, cô sẽ gửi cho các bạn CV này, bản mẫu CV này. À rồi, ok. Tôi đã gửi mẫu cho các bạn nhé. Việc sử dụng tiếng Anh hay tiếng Việt như thế này, nếu như các bạn nộp hồ sơ ứng tuyển vào những vị trí yêu cầu công việc là cần tiếng Anh, hay là nộp hồ sơ vào công ty liên doanh nước ngoài, thì chúng ta sẽ làm bản tiếng Anh. Còn khi mà chúng ta xin vào những công ty thuần Việt của chúng ta bình thường, công việc của chúng ta là làm việc với ngôn ngữ tiếng Việt, thì chúng ta sẽ sử dụng bản tiếng Việt. Hoặc là chúng ta muốn rằng là khẳng định rằng là tôi rất tốt tiếng Anh đấy, tôi có khả năng đọc hiểu tốt tiếng Anh đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm thêm một bản tiếng Anh, đúng không? Một bản tiếng Việt, một bản tiếng Anh, không sao cả nhá. Còn nếu mà nộp vào công ty nước ngoài thì chắc chắn rồi, chúng ta phải có một bản tiếng Anh.
Ok, bây giờ thời gian còn lại nhiệm vụ các bạn này, đó là chúng ta hãy xem lại CV của chúng ta. Đó, buổi trước là các cô đã dặn các bạn là làm CV rồi đúng không? Xem lại CV của chúng ta đã đáp ứng các thành phần, đã đầy đủ các thành phần chưa? Có 10 thành phần đúng không các bạn? Có 10 thành phần đó, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau phân tích ấy. Một đó là gì? Vị trí, một đó là vị trí chúng ta ứng tuyển phải nêu được trong CV. Thứ hai đó là gì? Chúng ta phải có là gì? Thông tin cá nhân của chúng ta, họ tên này, ngày sinh này, liên lạc, số điện thoại hay Facebook là gì? Email của chúng ta là gì? Thứ ba đó là mục tiêu nghề nghiệp của chúng ta là gì? Nhớ chia làm hai mục tiêu, ngắn hạn và dài hạn. Thứ tư đó là học vấn của chúng ta. Thứ năm đó là các chứng chỉ của chúng ta. Thứ sáu đó là kinh nghiệm này. Thứ bảy là kỹ năng này. Thứ tám đó là chính là gì? Giải thưởng và các thành tích của chúng ta. Chín đó là hoạt động ngoại khóa của chúng ta. Họ muốn biết hoạt động ngoại khóa của chúng ta làm gì để xem là chúng ta có phải là một người năng động hay không. Và cuối cùng đó là gì? Danh sách tham khảo. Nêu ra các danh sách tên người mà để cho họ có thể check thông tin, đối chiếu thông tin nhá. Ok. Vậy bây giờ các bạn, một là các bạn hãy tham khảo cái mẫu CV mà cô đã gửi vào trong Zalo cho các bạn. Hai là các bạn thiết kế bản CV cho chính bản thân mình. Và nhớ là bản CV của các bạn đủ 10 thành phần. Mỗi một thành phần cô sẽ chấm 1 điểm. Đó. Mỗi một thành phần cô sẽ chấm 1 điểm. Nếu như bị lỗi chính tả, lỗi về trình bày, cứ một lỗi cô trừ 1 điểm. Nhá. Đủ đầy đủ 10 thành phần. Trình bày sạch đẹp thì các bạn sẽ được 10 điểm. Đó. Cứ lỗi, một lỗi nhỏ, cô sẽ trừ 1 điểm. Bây giờ thời gian còn lại, các bạn hãy thiết kế CV cho mình. Hãy biến CV của chúng ta thành một miếng trầu thật là ngon. Để bắt đầu, chúng ta sẽ khiến cho nhà tuyển dụng ấn tượng chúng ta, đúng không? Tò mò về chúng ta và mong muốn được phỏng vấn chúng ta. Khi bước vào cuộc phỏng vấn như thế nào thì buổi sau chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện về kỹ năng phỏng vấn nha. Bây giờ còn nhiệm vụ của chúng ta là muốn nhà tuyển dụng tổ chức một buổi phỏng vấn, một buổi gặp mặt chúng ta, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái email, có một cái CV đủ hấp dẫn họ đã. Email vừa rồi cô chia sẻ rồi, CV cũng đã hướng dẫn rồi, bây giờ chúng ta hãy thực hành việc đó nhá, làm đi. Và sau đấy thì sẽ thực hành là nộp CV đi, đúng không? Nộp CV khắp nơi đi để xem là cái sức hấp dẫn của chúng ta đến như thế nào, cái sự thu hút của chúng ta đến như thế nào nhá. Rồi, các bạn sẽ làm lại, chỉnh lại, sửa lại CV mà các bạn đã làm theo format mà cô đã chia sẻ và theo các yếu tố đầy đủ 10 yếu tố mà cô đã chia sẻ nhá. Khi mà chúng ta nêu được 10 yếu tố đó thì chắc chắn là CV của chúng ta sẽ rất giá trị. Sau đó là các bạn sẽ nộp lên Classroom cho cô. Cô sẽ chấm điểm. Điểm CV cộng với điểm email cộng lại chia 2 lấy ra một đầu điểm. Rồi xin mời các bạn. Các bạn có thể lên topcv.vn để chúng ta làm. Chúng ta có thể lên Canva chúng ta làm. Hoặc các bạn có thể dùng Photoshop, tùy các bạn. Dùng ứng dụng nào cũng được, miễn là thiết kế ra một cái CV đầy đủ 10 yếu tố như cô vừa nêu và trình bày nhìn nó thoáng, nó khoa học, nó đẹp là được nhá. Sau đó nhớ nộp lên Classroom cho cô để cô chấm điểm. Rồi xin mời các bạn.
các bạn làm xong rồi thì nộp lên Classroom cho cô. Sau đấy bạn nào xong rồi thì có thể admit nhé.